Chào các bạn, đây là một chiếc bóng đèn hết sức bình thường. Và mọi người thì mấy hôm nay thì cũng xôn xao về cái khả năng của bé Nhật Minh là có thể phát ra điện làm cho bóng đèn sáng. Và thì ngày hôm nay mình sẽ chứng minh cho mọi người thấy. Các bạn hãy xem kỹ bóng đèn này. Đây là một cái bóng đèn rất bình thường. Người bình thường của chúng ta thì chạm vào ở bất cứ vị trí nào thì cũng không thể phát ra ánh sáng được, đúng không ạ? Đây ạ. Và bây giờ thì sẽ cho khả năng của bé Nhật Minh sẽ làm cho chiếc bóng đèn này phát sáng ạ. Chim và bóng đèn đã phát sáng rồi ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ kiểm tra mông của bé có phát sáng không nhá. Vâng, bóng đèn phát sáng rồi ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ xem tay của bé con cầm đi ạ. Rồi, bóng đèn cũng phát sáng, con cầm lại nào. Đây, bóng đèn phát sáng ở chân nhá. Ở chân bé nhá. Bây giờ xem lại mông này. Vâng, bóng đèn phát sáng tiếp ạ. Vậy thì ai muốn nghiên cứu khả năng này của bé, đây chúng ta sẽ cứ cầm vào bóng đèn không bao giờ sáng và không có hề có một cái công tắc nào cả. Các bạn cứ xem kỹ đi, nó không có một công tắc nào cả. Và bây giờ thì một cái bóng đèn rất bình thường chúng ta có thể cắm điện và dùng hàng ngày. Kiến thức xem nào, đúng không ạ? Không công tắc nào cả. Không có công tắc nào cả và chúng ta cầm vào bình thường. Anh cầm vào điện, không hề sáng, đúng không ạ? Bây giờ thì cho Nhật Minh chậm vào đít. Vâng, bóng đèn đã sáng và bé Nhật Minh đã phát ra điện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip.